Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục An ninh Quảng Bình với những nội dung chính sau: phần tin hoạt động của các lực lượng công an trong tỉnh, phóng sự, trận tuyến an ninh trên vùng Sơn Cước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Lớp học được tổ chức với sự tham gia của 55 học viên là các chiến sĩ, nhân viên, đoàn viên ưu tú của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, gồm PK20, PC66, PC67, PC81B, PX15 và PH41. Các học viên được truyền đạt các chuyên đề dành cho các đối tượng bồi dưỡng kết nạp đảng theo quy định của Bộ Chính trị như lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những nội dung rất cần thiết, giúp học viên nâng cao nhận thức để làm cơ sở nghiên cứu lý luận, vận dụng vào thực tiễn công tác. Trong nội dung chương trình, các học viên làm bài kiểm tra kiến thức. Tại buổi lễ bế giảng, 55 học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân là mục đích của buổi đối thoại giữa Công an huyện Bố Trạch với nhân dân về công tác cải cách hành chính. Hội nghị đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an huyện và nhân dân tham gia. Tại buổi đối thoại, người dân đã nêu lên những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở như cấp căn cước công dân, hộ khẩu, cấp giấy chứng nhận thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy, cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, công cụ hỗ trợ, cấp đăng ký phương tiện giao thông và hộ chiếu cho người dân. Người dân huyện Bố Trạch cũng đã phản ánh một cách thẳng thắn về thái độ, cách cư xử của cán bộ chiến sĩ làm công tác tiếp dân. Chỉ huy Công an huyện Bố Trạch đã tiếp thu tất cả ý kiến liên quan đến các thủ tục hành chính đang gặp phải và cử cán bộ trực tiếp đối thoại cởi mở dân chủ với người dân để tìm hướng giải quyết, tránh gây phiền hà, khó dễ cho người dân. Thông qua buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư thế lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ trong giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giao dịch làm việc. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018 cho cán bộ và nhân viên của ngân hàng. Tình huống giả định được đưa ra là hệ thống dây dẫn điện bị chập làm phát sinh cháy tại tầng 3 của tòa nhà. Do quá trình cháy nhanh lại tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như giấy, gỗ nên đám cháy bùng phát mạnh, tiếp tục lan sang các phòng làm việc khác. Khi lực lượng tại chỗ phát hiện sự cố cháy đã phát tín hiệu báo động, thông báo đến các lực lượng liên quan đồng thời thực hiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng các trang thiết bị tại chỗ. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của BIDV Quảng Bình triển khai các hoạt động và phương tiện, dập tắt đám cháy kịp thời. Buổi diễn tập đã góp phần giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và cán bộ nhân viên của BIDV Quảng Bình nâng cao ý thức và những kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy, cũng như khả năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Công an tỉnh vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật Công an nhân dân năm 2018 đối với cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông. Quân số tham gia kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật Công an nhân dân năm 2018 của đơn vị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc. Cán bộ chiến sĩ tham gia đã hoàn thành các nội dung kiểm tra theo đúng quy định đề ra của Công an tỉnh, như về nội dung lý thuyết, thực hành đầy đủ các động tác về điều lệnh đội ngũ theo thông tư số 18. Trình tự tiến hành một số các bước nghi lễ theo thông tư số 19 của Bộ trưởng Bộ Công an và triển khai các tư thế chiến đấu, các bài võ Công an nhân dân. Riêng đối với nội dung bắn súng quân dụng sẽ được tổ chức kiểm tra thực tế tại trường bắn và bổ sung kết quả để đánh giá chất lượng của từng đồng chí. Tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật Công an nhân dân là công tác thường xuyên hàng năm của lực lượng Công an nhân dân nhằm trang bị cho cán bộ chiến sĩ nắm vững tiềm năng, tác dụng và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị, nắm và thực hiện tốt kỹ chiến thuật quân sự võ thuật Công an nhân dân, rèn luyện thể lực và bản lĩnh chiến đấu, qua đó nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh Công an nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, thân thiện, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, đó là nhận xét của người dân huyện Tuyên Hóa khi nói về các cán bộ chiến sĩ đội an ninh công an huyện.
Để có được mối quan hệ gắn bó khăng khít ấy, mỗi cán bộ chiến sĩ đội an ninh công an huyện Tuyên Hóa đã luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, ngày càng xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Tuyên Hóa là một huyện miền núi có đông đồng bào giáo dân sinh sống. Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền địa phương đã tăng cường lãnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương luôn chăm lo xây dựng Tuyên Hóa ngày càng phát triển đổi mới. Một trong những vấn đề quan trọng được địa phương đặc biệt chú trọng đó là đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó vấn đề đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo là khâu then chốt. Phát huy vai trò nòng cốt trong quá trình công tác, mỗi cán bộ chiến sĩ đội an ninh công an huyện luôn vận dụng tốt phương châm lấy dân làm gốc, coi địa bàn mình phụ trách là nhà và quần chúng nhân dân là những người thân trong gia đình. Chính điều này đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn trong nhân dân, đặc biệt là khi có vụ việc xảy ra, nhân dân là người chủ động giám sát và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Điển hình vào cuối năm 2017, nhân dân trên địa bàn phối hợp cùng lực lượng an ninh kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đẩy đuổi nhóm đối tượng tổ chức hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn, gồm Hà Thị Thu Nga sinh năm 1991, thường trú tại thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh, và Phạm Thị Thanh Xuân sinh 1982, thường trú tại thị trấn Đồng Lê, đã lén lút lôi kéo một nhóm người trên địa bàn tụ tập nghe giảng kinh thánh, xem chương trình giới thiệu về hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ dưới hình thức trá hình một buổi hội thảo khoa học tâm linh với chủ đề Nguồn gốc của sự sống, để tuyên truyền đạo trái phép, không cho đối tượng hoạt động trở lại. Gần đây, tại một số địa phương, hoạt động Pháp Luân Công diễn ra khá sôi động. Vừa chủ động bám nắm tình hình, vừa tranh thủ tai mắt của nhân dân, nên từ năm 2017 đến nay, lực lượng công an huyện Tuyên Hóa đã phát hiện giải tán 4 nhóm tổ chức luyện tập Pháp Luân Công tại xã Thạch Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa và Văn Hóa, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Đặc biệt là tại địa bàn thôn Tân Thủy, xã Tiền Hóa, hoạt động Pháp Luân Công diễn ra tương đối phức tạp. Các đối tượng tham gia luyện tập này đã tuyên truyền, lôi kéo người dân trên địa bàn và tuyên truyền Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe, chữa bách bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo mà không cần phải dùng thuốc. Để hạn chế sự gia tăng và phát triển một cách khó kiểm soát đối với hoạt động này, Công an huyện Tuyên Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người hiểu rõ sự khác biệt giữa luyện tập dưỡng sinh, khí công với hoạt động Pháp Luân Công. Không nghe kẻ xấu dù dỗ, lôi kéo vào hoạt động phạm pháp này, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, động viên khuyến khích người dân tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, kịp thời phối hợp với lực lượng công an các cấp, ngăn chặn và xua đuổi số đối tượng lợi dụng hoạt động Pháp Luân Công với mục đích xấu ra khỏi địa bàn. Từ đó đến nay, trên địa bàn thôn Tân Thủy, xã Tiền Hóa, hoạt động Pháp Luân Công đã chấm dứt. Người dân đoàn kết một lòng quyết tâm cùng nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn hóa. Hiện nay tình hình địa bàn này là bình thường, nói chung là yên ổn, là cũng có hoạt động tất cả, nói chung là nhân dân thì cũng phấn khởi thấy đó đang được, nhưng mà nó đi đâu thì kệ, nhưng mà cái thôn này là cố không được hoạt động, không được tụ tập, tất cả hứa nó để cho với tôi là cái chuẩn bị là giữ cái lăng giống như là năm thứ năm gì, năm thứ năm, cho nên là dân hồ Việt Long hồ Long kiểu lắm, họ bảo vệ giống như kiểu lắm chứ. Đồng tình, nói chung là toàn dân đoàn kết. Cho nên nếu như một vài thành phần không làm được. Ngày nắng cũng như ngày mưa, những chiến sĩ công an nhân dân huyện Tuyên Hóa vẫn đều đặn về tận ngõ, gõ từng nhà. Gặp từng người dân để thăm hỏi, trò chuyện, động viên bà con phấn đấu làm ăn ổn định cuộc sống. Đồng thời trao đổi, giải thích thấu tình, đạt lý những vấn đề mà người dân còn thắc mắc. Nhờ vậy, tình trạng bức xúc trong dư luận nhân dân, việc gửi đơn kiến nghị vượt cấp đã không còn xảy ra. Người dân đồng thuận, nhất trí và tích cực hưởng ứng phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Và hành trình về với dân, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh công an huyện đã phát động và xây dựng nhiều mô hình làm công tác an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương. Nổi bật là các mô hình phát triển kinh tế ở địa bàn, vùng có đông đồng bào công giáo sinh sống, đã hoạt động và phát huy hiệu quả tích cực, tạo công ăn việc làm cho con em ở địa phương. Tình làng, nghĩa xóm cũng ngày càng thêm gắn kết bền chặt, các gia đình luôn phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc, con cháu chăm ngoan, học giỏi, tội phạm được kiềm chế,
góp phần xây dựng địa bàn thật sự yên bình và ấm no. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến tỉnh cũng đã tạo cái điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là cái mỏ đá của công ty Thanh Tiến. Trong những năm qua cũng đã giải quyết tổ chức công an việc làm cho bà con vùng giáo, và đặc biệt là cái thế hệ trẻ cũng đã có cái công an việc làm ổn định, thu nhập tương đối khá, và đặc biệt từ đó thì cũng khi các cái tệ nạn xã hội trên địa bàn cũng được giảm dần. Và đến tại thời điểm này thì công ty đã giải quyết tổ chức công an việc làm cho bà con vùng giáo cho gần 60 lao động, trong đó có 20 lao động chính thức và lập sở 40 lao động của thời vụ. Trận tuyến an ninh đầy cam go, thử thách đã và đang đặt ra trách nhiệm hết sức nặng nề, vất vả đối với lực lượng công an huyện Tuyên Hóa. Chính vì vậy, ngoài việc tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình ở cơ sở, đội an ninh công an huyện còn thường xuyên tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ học tập, nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, ngành, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, nghiên cứu tài liệu có liên quan, cùng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác. Qua đó, mỗi cán bộ chiến sĩ có thêm kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ để vận dụng sát đúng, hiệu quả vào thực tiễn công tác, phục vụ đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Để đối phó với tình hình diễn biến phức tạp thì trong thời gian tới, lực lượng an ninh sẽ triển khai các cái bước, các cái mặt công tác nghiệp vụ, triển khai các cái lực lượng bám nắm địa bàn, rồi quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong và ngoài địa bàn, đặc biệt các cái đối tượng có cái hiện tượng móc nối với các cái đối tượng trên địa bàn để xây dựng các cái lực lượng bí mật, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, các cái ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động các cái chức sắc chức việc, rồi các cái đối tượng mà tránh thủ được để định hướng dư luận hiểu đúng bản chất của các cái chủ trương chính sách cũng như các cái luật mà Quốc hội đã thông qua. Với những đóng góp tích cực cho trận tuyến an ninh của huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình, lực lượng an ninh công an huyện Tuyên Hóa chính là điểm tựa, là chiếc cầu nối vững chắc xây dựng nên thế trận lòng dân, thế trận an ninh ngày càng vững mạnh. Trong thời gian qua thì được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền thì lực lượng an ninh đã tích cực chủ động rồi bám nắm ở cơ sở mà đã xây dựng được rất nhiều cái mô hình hay và nhiều cái điển hình tốt. Ví dụ như cái mô hình là tổ liên gia tự quản, rồi mô hình thôn an toàn làm chủ với an ninh trật tự, và đặc biệt là cả cái mô hình là xử hòa đào bình yên. Lực lượng an ninh cũng đã làm tốt cái công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc là bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, trong việc là bảo vệ cái bí mật của nhà nước, là phối hợp cùng với cấp ủy Đảng và chính quyền làm tốt hơn cái công tác là bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt là an ninh vùng đồng bào dân tộc, rồi đồng bào vùng cỏ đảo là luôn luôn được giữ vững. Phát huy những thành tích đạt được, lực lượng an ninh công an huyện Tuyên Hóa một lòng đoàn kết, quyết tâm thi đua đạt nhiều thành tích xuất sắc với tinh thần vì nhân dân phục vụ, củng cố thêm niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân dành cho các anh. Tiếp tục xây dựng lực lượng công an huyện nói riêng, lực lượng an ninh nói chung ngày càng phát triển toàn diện, để cùng các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, xây dựng huyện Tuyên Hóa ngày càng giàu mạnh và tiến bộ. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.